Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 08 quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020. Thông tư nêu rõ áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với hai mặt hàng có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia được hưởng thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi khi nhập vào Việt Nam năm 2019 và năm 2020 là gạo và lá thuốc lá khô. Tổng lượng hàng ngạch thóc, gạo, các loại năm 2019 là 300.000 tấn gạo. Về thuế xuất thuế nhập khẩu, hàng hóa nhập khẩu theo hàng ngạch thuế quan quy định nêu trên được hưởng thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đại đặc biệt theo quy định của chính phủ. Hàng hóa nhập khẩu phải có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S, CO S do Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia hoặc cơ quan được ủy quyền cấp theo quy định của phía Campuchia và làm thủ tục hải quan nhập khẩu tại các cặp cửa khẩu quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo thông tư này.